Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì rất là may mắn chia sẻ cho anh em được một cái chú đại bàng. Chú đại bàng này là chú đại bàng tung cánh đứng trên quả cầu. Đại bàng này được làm trên cái chất liệu bằng gỗ xà cừ thôi, và giá thành của chú đại bàng này chỉ có 1.000.000 đồng, bao miễn phí ship cho anh em. Tôi sẽ chia sẻ sơ lược qua về cái chú đại bàng. Đại bàng này thì chúng tôi làm rất là chắc chắn. Bên dưới thì có một cái đế, cái đế bên dưới này để cho cái chú đại bàng vững chắc đấy. Thứ hai nữa là trên cái đế đó là một quả cầu tượng trưng cho một cái trái đất đấy, một cái trái đất. Thế thì chú đại bàng đang đứng trên cái trái đất, quý vị thấy không ạ? Chú tể của bầu trời, cho nên là cái giá trị ở trên trời thì đại bàng là một trong những con vật được mệnh danh là chú tể của bầu trời. Ở dưới đất thì là chúa sơn lâm, đúng không ạ? Là sư tử là bên dưới. Thế thì chú đại bàng này được làm trên chất liệu bằng gỗ xà cừ, và tôi muốn chia sẻ cho quý vị là cái gỗ xà cừ thì nó không phải là màu này, nó màu gỗ xà cừ đấy là nó màu như là gỗ hương, nó màu vàng, nó màu sáng vàng, nó sáng vàng như này. Và cái gỗ xà cừ thì nó kiểu như này, gỗ xà cừ ấy thì nó kiểu như này, màu nó như này này, đấy là gỗ xà cừ. Đấy, cái nõi của nó là màu như này, còn cái giác của nó là màu trắng. Thế thì chia sẻ cho anh em là cái gỗ xà cừ ấy nó khá là bền, đúng không ạ? Rất là bền luôn. Và cái màu sắc của cái chú đại bàng này tại sao lại là màu đen? Đây là thiết kế thành màu gỗ mun anh em nhé. Cái cánh này là rời, thiết kế thành màu gỗ mun đây, thiết kế thành màu gỗ mun đấy. Đây là cái cánh của nó, lắp vào đây. Chiều cao của cái tác phẩm này là cao 80, rộng của cái sảng cánh là rộng 83 đấy, rộng 83. Cái quả cầu này thì đường kính của nó rơi vào 20, chia sẻ cho anh em là như vậy. Giá thành của một cái tác phẩm này thì chỉ có 1.000.000 thôi, cho nên là cái màu sắc khi mà thiết kế làm ra một chú đại bàng như này nó rất là cầu kỳ, rất là đẹp, và giá thành này anh em biết rất là rẻ, đúng không? Đấy, từ cái chuyện là đục cho đến là sơn, cho đến là tiền gỗ, cho đến là tiền vận chuyển, đúng không ạ, mới có giá 1.000.000. Cái sản phẩm này chúng tôi bán rất là chạy, rất là nhiều người ta mua về, người ta trưng bày ở phòng khách, trưng bày ở nhà hàng, khách sạn người ta cũng trưng bày đấy. Rồi thì có những người thì người ta trưng bày ở bàn làm việc đấy, trong cái bàn làm việc ấy, thì người ta cũng trưng bày những chú đại bàng như này đấy. Rồi thì trong phòng làm việc người ta đặt lên các cái trên nóc kệ, nóc tủ, người ta đặt những cái chú đại bàng này lên. Chú đại bàng này thì tượng trưng cho một cái giá trị chúa tể của bầu trời. Người ta mong muốn rằng là những người chơi đại bàng này ấy, thì thường thường là mong muốn rằng là gì, mong muốn rằng là mình cũng là một chúa tể, mình cũng là một người mạnh mẽ phi thường, mình cũng là một người đứng đầu trong những người khác. Cho nên là đại bàng là một biểu tượng, cho nên là người muốn tham vọng về cái vấn đề làm chúa tể hay làm một cái công việc luôn luôn là người đứng đầu trong các cái đội nhóm thì người ta sẽ trưng bày những cái mẫu tượng đại bàng đấy, hoặc là những cái mẫu tượng như là sư tử. Cho nên là những cái đó là những cái mà rất là nhiều người, người ta chơi về phong thủy, nhiều người không biết thì chỉ nghĩ rằng là chơi đại bàng hay là chơi sư tử về để cho nó đẹp thôi. Thế nhưng mà đó là những cái giá trị của phong thủy, người ta chơi rất là hay. Và nếu như anh em nào mà muốn sở hữu một cái chú đại bàng này thì anh em liên hệ với chúng tôi, số điện thoại thì 0968152070. Chúng tôi là vận chuyển miễn phí trên toàn quốc. Và nếu như anh em nào mà mua với những cái số lượng nhiều 2-3 con đổ lên ấy, thì chúng tôi sẽ giảm tiếp giá cho anh em để cho anh em khấn khởi, đúng không ạ? Cảm ơn anh em rất là nhiều.